Cò và Vạc là hai anh em, nhưng tính nết rất khác nhau. Cò thì ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, sách vở sạch sẽ, luôn luôn được thầy yêu bạn mến. Còn Vạc thì lười biếng, suốt ngày chỉ nằm ngủ. Cò bảo mãi, Vạc chẳng nghe. Nhờ chăm chỉ siêng năng nên cò học giỏi nhất lớp. Còn Vạc thì chịu ngu dốt, sợ chúng bạn chế nhạo, ban đêm Vạc mới bay đi kiếm ăn. Ngày nay, chúng ta lật cánh cò lên, vẫn thấy một dúm lông màu vàng nhạt. Người ta bảo đó là quyển sách của cò. Cò rất chăm học nên lúc nào cũng mang sách theo. Sau những buổi mò tôm bắt ốc, cò lại đậu trên ngọn tre dở sách ra học. Quyển vở của em, quyển vở này mở ra, bao nhiêu trang giấy trắng, từng dòng kẻ ngay ngắn, như chúng em xếp hàng. Lật từng trang, giấy trắng sờ mát rượi, thơm tho mùi giấy mới. Nắng nóc bàn tay xinh, ơi quyển vở mới tinh, em viết cho sạch đẹp, chữ đẹp là tính nết của những người trò ngoan. Có chí thì nên. Đầu năm học, bắt được bố đưa đến trường. Bố cậu nói với thầy giáo, xin thầy kiên nhẫn, thật kiên nhẫn, vì con tôi tối dạ lắm. Từ đó có người gọi cậu là tối dạ. Bác không giận và quyết trả lời bằng việc làm. Cậu học thật chăm, khó khăn không nản. Ở lớp, điều gì chưa hiểu cậu xin thầy giảng lại. Ở nhà, cậu học bài thật thuộc và làm bài đầy đủ. Chỉ 3 tháng sau, nhờ siêng năng cần cù, cậu vượt lên đầu lớp. Trước đây, cậu không biết tí gì về phép tính, bài chép mắc nhiều lỗi chính tả. Thế mà giờ đây, cậu giải được các bài tính đố, viết đúng chính tả và hiểu cặn kẽ các bài học. Cuối năm học, khi trao phần thưởng cho cậu, thầy giáo phải thốt lên: hoan hô em Bắc, em đã nêu một gương sáng về tính cần cù và kiên nhẫn, thật là có chí thì nên. Ngôi nhà, em yêu nhà em, hàng xoan trước ngõ, hoa sao xuyến nở, như mây từng chùm, em yêu tiếng chim, đầu hồi lãnh lót, mái vàng thơm phức, rạ đầy sân phơi, em yêu ngôi nhà, gỗ tre một mạc, như yêu đất nước, bốn mùa chim ca. Bây giờ, Hoa đã là chị rồi. Mẹ có thêm em Nụ. Em Nụ da đỏ hồng, đẹp thật. Em Nụ cũng đã lớn lên nhiều. Em ít ngủ hơn trước. Có lúc, mắt em mở to, vừa đen vừa tròn, cứ nhìn Hoa mãi. Hoa yêu em lắm. Hoa thích đưa võng ru cho em ngủ. Đêm nay, Hoa hát hết cả bài hát mà mẹ vẫn chưa về. Từ ngày bố đi bộ đội, mẹ bận việc nhiều hơn. Em Nụ đã ngủ. Bây giờ Hoa phải viết thư cho bố. Vặn to đèn, Hoa ngồi trên ghế, nắng nóc viết từng chữ. Bố à, em Nụ ở nhà ngoan lắm. Nó cũng ngủ ngoan nữa. Con hết cả bài hát ru em rồi. Bao giờ bố về, bố dạy thêm bài khác cho con. Dạy bài thật hay ấy, bố nhé.